đó lên đến lớp 4 căn bản phải nói thẳng với nhau câu là quy lòng giỏi vậy đó bạn, đừng có đổ thừa ai không đó. Bây giờ cái nguồn gốc sâu xa tôi kể cho quý vị nghe, quý vị còn nhớ một cái luồng lai cũng lâu đài ở bên của Phan Phát, hai khán giả trong đó một khán giả đó là Phương Nhỏ, sau đó là Phan Phát thấy căn phẳng ai cũng là khán giả, Phan Phát thì thôi xuống lai, và khi xuống lai đó thì người đó gọi cho tôi, người đó nói cho rằng ai đã gặp một người tự đặt. Vì nếu ai đã bằng mà mình thiệt, ai đã bằng không có thời gian mà mình luôn luôn vô trong kênh của những chủ mình liên tục trong lần. Và trong cái cách đó đó là cách đó cũng công kích Phương Nhỏ. Tôi cũng chẳng biết Phương Nhỏ bao nhiêu cả, tại thời điểm mà tôi biết là gì nè, là tôi thấy trong kênh của Nguyễn Tiến Dũng, là tôi biết là thấy là trong cái kênh mà của Thành Bò mà lúc đó tôi hay làm thơ đó, tôi ra trên đêm đó, lúc đầu rảnh là tôi vô đó tôi làm thơ kênh Thành Bò lúc đó. Tại sao lại tôi thấy nó khó lại trong kênh của Phan Phát, biết là biết cái từng mà cái không, chứ tôi không có tìm hiểu gì về cái nick đen Phương Nhỏ đó. Và như vậy khi nói đó thì thật ra mà nói tôi có chú ý, nhưng chú ý một cái chừng một cái không, bởi vì tôi cho nó chẳng có tác động gì nặng nề trong cái tên Thiền Am cũng như câu chuyện mà liên quan nói về bộ Thiền Am thì cũng thấy rằng còn cái gì tác động, nhưng tôi như vậy tôi vừa hiểu từ cái lỗi điểm nào từ đâu mà người phụ nữ lại nói tôi vậy, thì tôi không nói tên ra thì tôi giữ cho họ cái đức của mình quyền tôn trọng, khi một ngày nào đó chắc có lẽ tới một ngày đó là sẽ sớm xuất hiện mà tôi không cần phải nói những người đó cũng là một người em của bạn. Họ có suy nghĩ, nhưng tôi trân trọng họ bởi vì họ suy nghĩ là họ đối riêng tôi, họ không bày biện cho không được. Và cái câu chuyện đó nói là giống liên quan lại là từ đó là cái và để trong đầu tôi, nhưng để trong đầu tôi thì tôi không bao giờ nghĩ là cái Phương Nhỏ là qua bạn. Bởi vì sao đó tôi tìm hiểu, tôi cũng an phận tôi tìm hiểu. Và dần dần tôi thấy rất rõ sự việc không còn nguyên nhân. Cho nên sau đó tôi biết đi rất nhiều, tác động rất nhiều. Và sau đó lại cũng là cái luồng lai của Phan Phát. Vài phi lông nhỏ lên chia sẻ cái luồng lai đó và đề cập rất là vui vị. Chỗ này tôi không có làm bài không hiểu nên phi lông nhỏ mà cũng nói ngay cũng là thì chỗ vui vị tôi mở ngọt nó liền, nó làm cái chính là mày, nhưng mà phải nói ra con dây không mơ cho mày. Riêng cái vui vị đó là Nguyễn Thế Dũng về gặp người Thiền Am, và khi gặp người Thiền Am là sự đồng ý của người Thiền Am. Nguyễn Thế Dũng làm việc đó lúc đó coi như ai cũng mộ đó. Tại thời điểm này đó mới vừa rồi đó thì do hàng loạt cái thông tin mà tôi chấp đó lại thì tôi mới biết là một Nguyễn Thế Dũng lợi dụng câu chuyện đó. Một đội nữa tôi chia sẻ với những bạn là dễ dàng từ đầu để đặt ra là cũng chưa tiếp tục được. Như vậy trong cái việc đó là cái USB đó để giàu cho tay nha, giàu cho Nam Quang chẳng qua là một bán dùm cũng như một anh Ngọc Nguyễn ở ngoài Bắc, anh Ngọc Nguyễn là anh thuộc dạng là ủng hộ đó, chứ anh mua không phải là để kinh doanh, anh mua là để anh tiêu thụ dùng, đồng ý tiêu dùng. Xin lỗi bây giờ còn để nhà tôi nè 20 cái USB cũng từ anh ở đây là cái nước là ủng hộ, mà ủng hộ đó ủng hộ cho Thiền Am, chẳng phải ủng hộ cho Nguyễn Tiến Dũng, nó cho rõ cái quan điểm đó. Anh Ngọc Nguyễn Quắc á, thì trong cái câu chuyện đó, Tai Nha cũng là người mà gọi là đi bán dùm cho Nguyễn Tiến Dũng, rồi Nam Quang cũng là người vậy không? Chứ không phải là cái người cùng chung làm với Nguyễn Tiến Dũng, ai có đó khác nhau dữ lắm. Mà giàu cho cái giá bán dùm, rồi đưa tiền như ta, thì cũng như là anh Ngọc Nguyễn mua cái thấm, vì cái xu hướng là ủng hộ. Cho nên đó, mà nếu mà nói là Tai Nha là bán, và trách nhiệm của Tai Nha là phải cho biết là vậy là bán, nhưng Tai Nha đâu có nghĩa vụ đó. Mình đòi trên cơ sở có quyền, chứ cái đòi là không có quyền không được. Ở đây nếu là bao nhiêu là hậu Nguyễn Tiến Dũng, biết đây là Nguyễn Tiến Dũng, và Tai Nha có cái không biết không có việc hậu Nguyễn Tiến Dũng rồi. Anh sẽ đúc nó không? Cũng như cái câu chuyện này, là Lê Thanh Tú nói với Nguyễn Tiến Dũng đó, là gỡ về em 200 USB để em tặng cho các giả quen. Nhưng mà cái này em trả tiền làm quan nhé, thì trả tiền làm quan, thì trả tiền làm quan có nghĩa là đưa về rồi tiền phải đưa lại Nguyễn Tiến Dũng, nhưng mà không được. Ông đưa sao mà Nguyễn Tiến Dũng đòi? Ông đòi thì bà Lan chị Lan thanh yêu của tôi chỉ nói gì nè. Lê Thanh Tú là con nuôi của Lê Tùng Vân, là người Thiền Am, mà Nguyễn Tiến Dũng bán này cũng đưa cho người Thiền Am thì đâu có đưa cho Thiền Am cái gì đâu sai, không được. Đưa về cho người nào đưa USB thì mình trả tiền lại người đó. Trừ trường hợp mà ông Dũng cho rằng không, thay vì tôi ông đưa cho Thiền Am đi thì nó là khác. Lý lẽ nó lúc là khác. Cho nên đoạn nào chúng ta phải phân tích cho nó đúng, chứ đừng cái chuyện mà vì ghét cái là cái đủ dù hết, mà vì thương là bao nhiêu hết không được. Cái bất chấp là cái gì đâu chứ. Ngược lại quay lại câu chuyện Tai Nha, cứ nó liên hệ đến câu USB. Tai Nha tôi theo dõi tôi biết. Đâu có gì cũng biết. Nguyễn Tiến Dũng có nói rằng là chúng tôi gồm tôi nè, Tai Nha nè, Đăng Quang là đồng tài trợ các chương trình này. Chào cuối. Đã không cái gì hết. Còn Tai Nha là hoạt động. Quý vị là mua dưới bên những đại so là có cái kế hoạch làm cái gì. Chào Hữu Lý Kỳ Thí. Rồi quý vị cũng như là ủng hộ tinh thần cho người Thiền Am, ủng hộ chút vật chất cho người Thiền Am. Thì đó cũng nhận đóng như là những người khác thôi. Cái trách nhiệm nó không có. Cái trách nhiệm ở đây được gọi là trách nhiệm về tài chính, trách nhiệm về tiêu thụ số lượng. Tại đó là phải duy nhất tôi biết. Thì Nguyễn Dũng đâu có giới thiệu ai khác đâu. Đâu giới thiệu là người này cùng tôi trong cái đó có. Câu chuyện đó anh Phi Long ảnh được quyền anh đề cập những cái đề cập đó nó không lặp lục chặt chẽ đó là cái nguyên nhân mà có một khán giả tên là Phương Nhỏ.
trong cái kênh hoạt loạn rồi, mình chấp nhận cái cầu rằng đó là nếu anh Phi Lan mà nói gì, anh có bằng chứng gì không, nói về một cô tay nha thì anh có bằng chứng là tôi hứa luôn ái tôi tham gia mà tôi không biết được. Rồi sau đó đáp qua đáp lại, trong đó có kênh Duy Nguyễn này nọ cũng tham gia trong câu chuyện đó. Và anh Phi Lan anh nắm nhận lên cái tội là bị bợm, là anh có nói rằng là anh sẽ bắt mặt Phương Nhỏ trong cái luật lại đó bằng một cái comment xuyên suốt. Trong đó tôi khẳng định với quý vị là không có câu nào mà nói rằng là lão già Phi Lan chúng ta phải công tâm, chúng ta được đàn áp con người, chúng ta được cưỡng bức con người. Thế là sau đó bắt đầu câu chuyện Phương Nhỏ được đặt lên và thổi lên. Còn sai thì mới nói cái đó, còn không phải trang trọng. Ngược lại cái dẫn quan hát thì tôi trong tên tôi cũng trang trọng chứ, ta cư xử cho mới đúng chứ. Còn nếu sai tôi nói rõ, nó rõ, nếu sai thì chúng ta phải chỉ ngay điểm sai và phân tích ra rõ ràng, chứ không vì một cái câu mà bùng bùng bực với nhau cái mình dùng cái lực lượng khán giả của mình để mình đàn áp người ta thì đó là tốt. Thì tôi đã nói từ những cái bữa đầu tiên chỉ đó chứ đâu phải bữa nay tôi mới nói, và anh xử lại như vậy. Thế vậy là một Phương Nhỏ tự nhiên nó kéo lên. Xin thưa rằng quý vị lúc đi tiền đi, giờ thời gian dư ra không thiếu đâu. Cái câu chuyện mà phan phát mà nêu ra vấn đề bệnh hoạn của con của chị Phương Nhỏ này, câu chuyện đó là câu chuyện đi đấu đá với Nguyễn Tiến Dũng, chứ không phải chị Phương Nhỏ chỉ nói trên mạng cho con tôi bệnh. Quý vị cũng thông cảm, tôi thích cái vô được, hoặc tôi vô được là vì do tôi còn bệnh, mình không có bệnh cho nên tôi dư thời gian tôi vô. Câu chuyện đó không có đâu, mà chị cũng không có đem con chỉ lên trên mạng xã hội này để chỉ là coi như tôi con tôi bệnh như vậy. Quý vị có thể giúp tôi một tay để tôi đóng viện phí hoặc tôi đủ chi phí chữa trị cho con tôi cũng không. Chỉ bình luận trong kênh này trước kia chỉ nói rằng là con tôi bệnh cho nên á tôi có những trạng thái khắc khẩu thế này thế kia cũng không. Tự nhiên thì cái tự nhiên này đâu ra, tự nhiên này là do câu chuyện bằng Nguyễn Tiến Dũng đồn phan phát. Bởi vì nó như thế này nữa, quý vị lục lại đây, phan phát á đang đóng đối với Nguyễn Tiến Dũng. Nguyễn Tiến Dũng có những cái tin trắng cùng với cái cô con chị Phương Nhỏ này. Bây giờ thì cũng nói chuyện tên là tôi nói ra luôn, đó là cái cô Anna Trâm đó, con của chị Phương Nhỏ này. Thì trong trường hợp đó phan phát mới buộc Nguyễn Tiến Dũng có câu rằng là người người ta bệnh con người ta bệnh vậy mà người không bỏ qua người giả tâm, đó là cái chuyện đấu đá giữa hai người bên đó. Như vậy khi câu chuyện đó nó bị lộ ra cái nhân vật là con mà bệnh như này, rồi phan phát mới diễn giải trên kênh của phan phát, đúng không? Cái chị Phương Nhỏ không đem con chứ lên mạng đâu. Và khi tấn công như vậy Nguyễn Tiến Dũng làm những chuyện là đi công đức thì tiền năm cái chùa ạ, chùa chiên gì đó, rồi hàng loạt lúc này tiền bạc liên quan chị Phương Nhỏ mấy năm rồi. Thì chính cái luồng lai mà cách đây 8-7 tháng ngày, cái luồng lai mà tôi dòng khai thì anh Phương Long cũng đổ nó, anh kêu cho hai em chứng minh làm sao mà Phương Nhỏ đó là nghe trong cái bài chia sẻ này anh nói cho nên chúng tôi sử dụng thông tin không được, có cái vấn đề gì mà nó quan trọng liên quan đến cái tiền bạc, liên quan đến cái thị phi nữa không? Cũng như tôi bạc nó đúng chứ đâu có sai được. Từ đó cháu là tụi tôi bên, và khi cho bên đó thì mới thấy dòng tiền lát cho tụi tôi lát là như vậy là có nhận tiền mới là bên bất chấp, ở bên bất chấp lại đâu có nhận tiền, cứ vậy là cái sầu hoạt mà trong đó hỏi mình gì không có. Nhưng mà tôi đã được gặp đó biết cái tâm, cái câu chuyện này là cái câu chuyện mà xảy ra này, và ngay cả lâu mới đây đem nó làm căn cứ đi phân tích cái ghế mà gọi là cái ghế tình yêu trong khách sạn đó. Hình ảnh cũng quá khó giác lên những hình ảnh đó mà học lúc Việt Nam học cái máy trường, những người Việt Nam đào tạo, đất nước Việt Nam này đào tạo cái ngành lục để mà quy định, để mà quy định hết cái sai những cái trái. Và chúng tôi trong quá trình tham gia hàng loạt sự kiện đó là một ví dụ điển hình. Xin chào anh Túc Trần Quang. Cho tới bây giờ chưa làm một kênh YouTube mà chia sẻ chơi những cái kênh để mình lan tỏa thông tin vào không. Mà nếu trái trái với đạo đức thì chúng ta cũng phải lên án. Mà cái mức độ nào chúng ta đó mức độ đó, chứ không phải mà tấn công người ta mà chúng căng chúng cứng nữa. Kinh khủng, mình nói những cái điều đó là kinh khủng, chứ mình hậu quả của nó là không kinh khủng. Cũng như tất cả các khán giả đều quay lưng với tụi em á, rồi đâu? Dùng cái chữ tất cả đâu? Ai cũng lên án, cái chữ ai cũng lên án nghe nó đưa cùng, ai là ai? Nhiều. Cho nên phải công tâm, không xài cái ngôn ngữ vô sự phòng được. Như vậy, quý vị cứ bây giờ đã thử thời gian rồi, bây giờ công chuyện nó bắt đầu lắng á, tránh đi lên mặt tiêu của nó bảo đảm. Mới đòi hỏi là người ta đưa bệnh lên, bệnh đâu? Phải đưa bệnh lên để chứng minh. Trời ơi, đâu lạ, xin thưa rằng theo luật Việt Nam đây thôi. Cái phần đó tôi sẽ có, chủ thể là theo luật Việt Nam là cấm cái trường hợp đó. Đã bắt đầu cái gì nói gì vậy, ông nói cái vụ mà vợ Mộng Nguyễn, xin thưa tôi chưa bao giờ yêu cầu vợ Mộng Nguyễn, hoặc là Mộng Nguyễn mà ức cái mình ác lên bao giờ. Thì cho tôi câu tôi nói ra cho tôi. Nhưng mà hai câu chuyện nó khác nhau, không có đem so sánh vậy. Không có kiểu làm đâu mà so sánh một cái bibi lư nào với cái câu chuyện của cái cô ở trong cái thiền am, sao bạn cứ thể nó có nhăn ngụy biện lắp liếp ba bị tập bảy. Câu chuyện này cũng vậy, cái câu chuyện mà cái bệnh của con này đừng có đem mà lắp liếp mà làm trò đó ma mị khán giả, rồi kích động khán giả. 10 ngày nay tôi đốc thẳng tên luôn, 10 ngày nay luồng lai của anh Phi Lâm Võ và Lão Đại, kể cả luồng lai của Ngọc Quyền, còn mới đây nhất là luồng lai của Trọng Tâm, là không có tấn công cụ thể chính thức rõ ràng tôi vào thành những cách dẫn dắt để tất cả khán giả dùng bài của tôi thẳng với nhau vậy đó. Mà
Đấy, đó là cái điều dễ hiểu thôi. Người ta đã sớm nhận ra và sớm giác ngộ, nhìn thấy được cái bản mặt thật của anh đã bị lột trần. Cho nên là người ta tìm cách rằng là cảnh báo, cảnh giác từ cộng đồng mạng là hãy bớt mu muội đối với anh chị đi, đúng không? Trong khi là trong suốt một thời gian rất là dài chứ không phải là ngắn ha, kể cả là một năm trời đấy, người ta cũng vì là cái niềm tin, vì mù quáng mà ngưỡng mộ thần tượng của anh chị, bởi vì cái sự nhân danh quá là cao ngạo, mà vừa trình độ, vừa là người tri thức, người hiểu luật biết luật, lại là một người tốt bụng nhân cách, đạo lý, cống hiến và giúp đỡ vô điều kiện, thì ai mà không tin, ai mà không chết được cái những cái lời mà ma mị ngọt mặt chết rồi như thế này. Cho nên chính từ điều đó đến bây giờ những người này, người ta mới sáng mắt ra, người ta mới ngộ nhận và sớm để giác ngộ, để thấy được cái sai lầm của mình, cái sự mưu muội của mình. Không thể nào mà biến con người trở thành một kẻ mà ngây ngô khờ dại để lầm tin, mà cứ bám theo mà để nghe ngóng, để bảo vệ những con người mà đang dối lừa với lại lòng mình, dối lừa với cả bản thân mình đây, thì người ta cũng phải sớm nhìn nhận ra chứ. Đấy, cho nên người ta, những đồ đệ của anh đã giác ngộ được và tìm cách rằng là cảnh giác chứ không phải là tấn công. Ở đây là người ta đang nêu ra một cái ý là nên né tránh, né tránh những con người mà giả nhân giả nghĩa như thế này ra. Mà tôi với Hồng Thanh làm cái gì sai với anh Phi Lâm đó, làm cái gì sai với một thằng em bảo đảm? Tôi đang đứng đằng này chưa tới chỗ này, chưa có ngoài chứ. Cái ngày mùng 9 Tết trước đó tôi cũng hỏi thăm bảo đảm là em về quê rồi, nó lại chạy xe về. Những hình ảnh này tôi nhớ hồi xưa, cứ một lần Tết nhất đó, chính tôi đã từng đi từ Sài Gòn về tỉnh Hồng Bang được cái số, tức là một nửa đường từ Sài Gòn đi về Quy Nhơn mà quê cũ bảo đảm rồi. Mà tôi thấy cũng đã thầm thầm gì bởi một mình cỡ chiếc xe lùn mà lỡ xe lùn cái gì, chiếc xe lùn nằm đó mua mới cáo rồi, mới ra trường cũng được chiếc xe lùn chạy đi thầm thầm chiều dài từ Sài Gòn một mình một cửa đi thầm thầm về. Mà chỉ nên là sao nó nhiều lần tôi đi, mà tôi mới thấy giá trị của một cái người ở quê mà hồi tết xe cổ không quen đặt chỗ mà cực, mà đặt muốn đi về quê tết thì về bạn bè có xe đi chơi nữa, cho nên là nó cực xe để bỏ cái mua được cột lại, thấy xe sót lắm. Tôi nhớ lại hình ảnh đó, tôi có hỏi tao đại đó vậy, nó cực xa dữ vậy, nó đo đường hồi xưa anh đi. Và tôi hỏi là trường hạng hai chương nó một chiếc là như vậy đó, giống một tiếng vô giống cái hai chương cũng chẳng có mời bọc gì đâu. Thì tôi với Hồng Thanh với Ngọc Mai cũng ba ngồi, tụi tôi nói ở đây một chiếc thì còn một người mình cũng đi chơi, ý là chơi tới mùng mười thì hết, thì còn một mình chưa có làm việc, tôi làm việc chưa có làm việc trước ngày mùng mười thì đi tao tổng hợp với nhau đủ đủ rồi xuống em mừng khai trương cho lâu đại. Tôi xin lỗi đó, cái bún bò tôi ăn ở Sài Gòn này là gì, cái chỗ nào cũng biết, cái chỗ nào ngon chỗ nào dở cũng biết, ở đây không phải đi tới đó để ăn cái bún bò, mà trong đầu ý thức là đâu phải là đi tới đó ăn, mà nếu có ăn chắc nữa là cái ăn đó là ăn trả tiền, không ăn đi biết đâu. Mà trong đầu ăn nghĩ vậy đó, cảm ơn anh đó, cũng em cũng làm cho nhớ lên đội để ra tình làm ăn đi xuống mừng nó khai trương rồi ngồi lại chiên rồi chui vậy đó, chiên cho tao cũng đủ rồi. Bất ngờ không chín mười giờ lúc đó tôi luồn lạc cũng bảo tôi đang còn kể câu chuyện này, tôi nói đó là một chuyện sinh nhật đấy vậy, thì bất ngờ chị con vợ của tôi chị gọi rồi bữa nay luật sư Dương có live chắc cũng có thể có, nhưng mà chắc cũng chín mười giờ tối vậy, bởi vì sáng nay khoảng tôi có hẹn chung rồi là khoảng 12 giờ 1 giờ là tôi đi xuống lầu đại để mà khai trương ở đây, khai trương ngày tết trong phải là khai trương cái quán mới, khai trương ngày tết rồi bây giờ khai trương đầu năm á, chỉ còn lầu đại là phải là lầu đại là cái người mà bún bò không đồng không? Tôi nói dạ đúng rồi, tôi chỉ nói vậy thôi. Thì chị ơi vậy đi để cho chị, nếu vậy là nếu mà luật sư Sơn có đi cho chị gửi 50 đô rồi có mừng, có như cũng mừng cái khai trương đầu năm cho cậu ấy. Tôi nghe tiền bạc mà tôi đã lâu đầu tôi thôi, bây giờ này, chị có thể chị biết là chị liên hệ Ngọc Mai đi, vì tôi với Hồng Thanh Ngọc Mai đi chung chỉ gọi thì cũng được. Thì khi liên hệ với Ngọc Mai thì chỉ là đâu có cái tài khoản để kiếm gì, chỉ mới mượn tiền của thằng Phan Phát á, em chàng Phan Phát á, thì mới gọi cho Phan Phát để nói để gửi cho 1.5 triệu luôn, cho họ khỏi lúc đó không nói 50 đô, cho nói với tôi là nói 50 đô, nhưng mà lúc đó là quy trình tiền luôn, gửi cho nó bằng cái trường của quán lão đại cũng bò đó 1.5 triệu, rồi quán lão đại cái ủa, ở trong Phan Phát cái ủa lão đại cái trường á, nếu mà em sớm chẳng vô chơi luôn. Và như câu chuyện đó thì Phan Phát nó nói không, bây giờ gửi luôn 1 triệu của em nữa, nó mới còn số 2 triệu bây giờ nói là nó tự động ra, thì gửi cho Ngọc Mai, chuyển khỏi cái kèo vô cho Ngọc Mai, Ngọc Mai làm bảo thư là quản đi. Bản thân Ngọc Mai cái tiền mừng là cá nhân của Ngọc Mai, tôi cũng vậy không, ở đây không có kể đâu nghe, đó là cái chuyện chân tình, một cái lễ nghi ngày Tết thì cũng như là một cái chuyện mặt riêng truyền thống vậy. Ít nhất thì cái hành vi nó vậy, nếu mà tôi tới nhà lão đại không bao giờ tôi có dụng lì xì cho lão đại, nhưng mà cái quán tôi nói rõ tôi cũng tự bị tâm thế đàng hoàng, mà tôi nói là em đi thì 3 người, nhưng mà tới chừng nước chừng chuẩn bị đây thì Hồng Thanh nói hướng là Hồng Thanh nói thôi là bây giờ thì con nó chở tôi đi cái đó, tôi cũng đi chung, mà tôi đi với con tôi gặp nhau đúng giờ, mà 1 giờ gặp nhau tại quán lão đại thì nó ok vậy là đi xuống gặp. Và khi xuống đó là cũng cao y như vậy,
cái phần tiền đó là phần tiền mà nó đúng ý với ý nghĩ của người mà người ta gửi tiền mừng theo chương đồng lắm. Bản thân tôi cũng làm như vậy, là cái chuyện cá nhân của tôi tập bác cũng làm vậy. Vậy mà không được chưa bao lâu, cái ngày mùng 9 đó, đêm nó về, trên đường về tôi gọi cho Kim Sắc Màu. Mà sáng nay cái đồng lai này đến có Kim Sắc Màu coi thì gọi cái lỗi rồi. Tôi nói với Kim Sắc Màu chị à, cái câu chuyện một phương nhỏ mà bây giờ nó nói là chúng thôi thì mình ngưng đi, để mình kiểm, mình quan sát cái đã. Khi nào người ta sai tới đâu mình nói tới đó, nếu mình không có đồng lòng mình chia sẻ mà mình tấn công người ta mà không có căn cứ là không nên. Mà bị tôi biết rằng là chị phương nhỏ không phải chỉ có con tới anh thiệt, có đứa con thiệt mà đứa con nó bệnh liệt. Lúc này tôi đã có những cơ sở rồi, tôi tin tưởng rõ ràng là tôi mới nói câu, ơ mà tôi khuyên chị Kim Sắc Màu thôi, để mình quan sát cái đã sai tới đâu thì nói tới đó. Và tôi nói thật là có con chứ mình thiệt đó. Như vậy là Kim Sắc Màu nói tôi câu sao, luật sư nói vậy tôi tin, vậy thì không. Vậy cái đồng ở đâu tôi trên đường đi những hậu nghe chữ là màu sao đó, cái chuyện cá nhân, cái chuyện tôi không quay cá nhân mà cái chuyện đó là nhận định tôi không bạn. Đến tôi gọi cho em gái Heiliger, tôi nói em gái Heiliger nói thì anh nói là có việc của anh, nhưng em có suy nghĩ của em, và cái tôi tốt đâu. Bởi vì ở đây không phải là tôi có nghĩa vụ phải đi nói, nhưng mà ở đây tôi thấy nó nướng tai gai mắt ở chỗ là do tôi nhận định người ta không có sai tới mức mà tấn công một con người như vậy. Tôi cũng tôn trọng quyền lợi quyền của mỗi con người, mà nếu giả thiết có ai sai thì người đó phải chịu trách nhiệm thôi, chứ là tôi đâu có gánh chung cho nó đâu mà. Cho nên câu chuyện vậy thì chưa giáo mà ơn ta chưa nghe hết thì mới mấy ngày sau thì lão đại lên cho rằng là cái chuyện là tiền mua chuột khác à, trời ơi mua chuột mua sáo. Từ đó tôi mới có cái bài thơ đó, bài thơ đó là lão đại rất là nhột, trời là trở thành hận thù sân si. Lẽ ra là lão đại phải dứt cái đó, kiêm nhiệm lại tôi đâu có đúng không. Lòng tiền đó tôi biết rõ ràng là bất ngờ từ tôi nói chuyện ra là tôi đi xuống lão đại mà mừng đầu năm cái thương người ta gửi trong lòng người ta thương ghét không biết, người ta gửi cái đồng tiền nó đi trước cái tủ là tặng cho mừng tiền mừng chứ không phải đồng tiền đó mà mua. Vậy thì bộ con người ta đồng tiền mua, bộ người ta đồng tiền đó là đồng tiền mua chuột à, sao mà nó nghe ngược nghe ngang trái vậy. Mà nếu đồng tiền mua chuột là hắn dùng bây giờ thì đem về thì trả lại, mà người ta có nói mua chuột đâu mà không trả, không trả chứ phải cái đi mua chuột không là gửi là để làm chuyện này chuyện kia. Nhưng Hồng Thanh đi như vậy hàng loạt những nhà mạnh thường quân ở nước ngoài mà đã từng giúp cho người thiệt hàng gõ vậy đó thôi mà không có nói thì thôi mà rắc rối quá. Cái bà phương nhỏ tự nhiên lông vào vô làm cho cái nhóm bốn sào sao thấy chưa, cái tai hại cho người ta nhau đâu à, như vậy là cái bài vừa nãy giờ từ trên đầu tới bây giờ đầu tiên tới dịch bắt đầu cái cũ lai bây giờ cái cách tôi nói như vậy rồi biết trần phủ như tôi để cho rằng á là tôi bên mặt trăng chứ phải chi do không các bạn. Quanh hết cái bài chia sẻ chiều hôm qua là bài chia sẻ ngày thứ hai, lần thứ hai mà sau khi cặp đôi này xuất hiện trở lại thì cũng xoáy quanh cái câu chuyện thị phi liên quan đến một nhân vật phương võ bảo vệ bên vực và không bảo vệ, đưa ra các cái quan điểm nhằm để mà bào biện cho cái hành vi, cái thái độ của mình, trong khi là trong thâm tâm thì quan tâm đến một nhân vật phương võ này mà lại bỏ bê các đồng đội đồ đệ của mình. Cô thục sĩ lên mạng đưa ra các cái nhận định, lấy các cái thông tin từ các cái bình luận của khán giả, mà lấy những cái thông tin, những cái bình luận mà tích cực, mang tính tích cực để bảo vệ cô ta, rồi nêu lên cái quan điểm mà ý chung. Còn những cái quan điểm trái chiều về bất đồng quan điểm đối với hai người này, đối với phương võ như thế nào thì những cái bình luận đó cô đã không đưa, và đã bị lão đại vạch trần, nêu thẳng cho rằng là bà Thanh Trần bà lên bà đưa những cái tin nhắn mà mang tính tích cực bảo vệ quan điểm cho bà thì bà đưa lên, còn những tin mắng nhắn mà mắng nhất trách mắng bà thì bà không đưa lên. Thì đó có rõ ràng là người công tâm hay công mà lại đứng ra xử lý và cho rằng là chúng tôi không bảo vệ, không bên vực phương võ. Nếu không bên vực phương võ thì tại sao lại quay lưng với đồng đội của mình, mà trong khi đó là đồng đội đồ đệ của mình nữa là đã bất chấp để bảo vệ mình, rồi chửi bất chấp mọi người. Đến bây giờ những con người này đã gây ra thị phi, gây ra cái oan trái cho những người mà vô can vô cớ đã bị cặp đôi này dẫn dắt để họ vùi dập, họ tấn công. Đến bây giờ cái lỗi lầm này những nhóm người trong nhóm đệ tử này mới sớm nhận ra và tìm cách xa lánh, tránh né một cách. Tất cả những vấn đề chỉ liên quan đến tiền bạc, liên quan đến sau khi mà cái ngày mà tài khoản tiền của anh Tiến Dũng được chuyển về, và đến khi mà cô này tuyên bố là đã nhận được tiền. Trong suốt thời gian mà cô này tuyên bố là chưa nhận được tiền và các tài khoản chưa có được chuyển tiền từ anh Tiến Dũng, thì các đồ đệ này đồng loạt lên nghe lời suối quẩy của cặp đôi này mà tấn công, mà nhục mà anh Tiến Dũng một cách vô can vô cớ, không còn thương tiếc chỗ nào hết. Mặc cho anh Tiến Dũng giải thích, trình bày, đưa ra rất nhiều các cái chứng cứ, nhưng nhóm người này vẫn không công nhận và bất chấp để
để mắng nhiếc, để triệt hạ anh Tiến Dũng. Thấy không, đến bây giờ cũng chính từ vì cái điều này mà họ đã sai lầm, họ đã mất đi cái quan điểm, cái nhận nhìn của mình, vì bảo vệ bất chấp hai con người mà lọc lừa mình. Nhưng trong suốt thời gian dài mình tại sao lại không nhìn nhận ra? Đấy, cho nên đến khi họ nhận ra, họ thấy rõ được sự thật, bản chất được vạch trần, thì đồng loạt họ rút lui. Họ rút lui một cách không phải là êm đẹp, nhưng họ lên tiếng cảnh báo. Đây là họ cảnh báo chứ không phải là quay lưng tấn công lại anh chị. Cho nên ở một cái góc độ này thì các bạn thấy đó, những con người này, cái quan trọng của họ, mục đích đến của họ là vì cái miếng mồi, vì cái lợi ích, chứ không vì một cái sự trân trọng, không vì một cái tình cảm, không vì một cái sự tôn kính nào cả. Đến khi mà họ đạt được mục đích rồi thì họ sẵn sàng chà đạp đánh đổ bất chấp để quay lưng. Thì chính những cái điều này là chúng ta thấy rằng là cái bản chất thực sự của những con người này là từ cái đê tiện cộng thêm cái gian manh nữa, thì nó trở thành là những con người mà làm bại hoại xã hội, không đem lại cái lợi ích gì cho xã hội. Nhưng trên các đường lai, về cái tinh thần trách nhiệm thì luôn nhân danh mình là người cống hiến bảo vệ có ích cho xã hội. Chúng tôi chỉ nghiên cứu, chúng tôi chỉ chia sẻ nhận định những cái vấn đề liên quan đến cái thị phi trong cái drama này. Và đặc biệt là chúng tôi đem hết cái khả năng của mình để giúp đỡ cho người Thiền Am bằng mọi giá, bằng mọi cách. Nhưng đó là một cái sự giả tạo rất là trăng tráo, thấy không? Trong suốt thời gian rất là dài mà đến bây giờ các bạn thấy đó, vẫn còn dẫn dắt. Đến ngày hôm qua sau khi xuất hiện là vẫn còn lên ma mị dẫn dắt cộng đồng. Chúng tôi vẫn còn trách nhiệm quan tâm đến người Thiền Am, lo lắng cho người Thiền Am, thấy không? Một cái sự lo lắng rất là giả tạo. Nếu lo lắng thì tại sao là không thực tế? Những cái chứng cứ mà cái ngày đầu tiên để nhân danh là chúng tôi làm pháp lý cho người Thiền Am, để xảy ra hai cái chuyến đi Hà Nội, để rồi trục lợi niềm tin, để rồi gây ra một cái quan khiên nghi xấu, nghĩ lầm với nhau, để đánh lừa niềm tin của các mạnh thường quân. Họ đặt không đúng nơi đúng chỗ, để rồi bây giờ xảy ra rất nhiều các cái biến cố, rồi đem lại rất nhiều các cái điều bất lợi cho người Thiền Am. Người Thiền Am cuối cùng mang tiếng chịu đời, chịu nhục. Chịu nhục ở đây là chịu nhục khi bị đem lên mạng xã hội này ăn mài. Nhưng cuối cùng người Thiền Am này không được hưởng cái quyền lợi gì hết. Đấy, có phải là anh chị nhân danh để mà lợi dụng vào cái trên Thiền Am, lợi dụng vào cái hình ảnh của những người Thiền Am này mà ra sức mà thao túng không? Kể cả là coi như là thống lĩnh người Thiền Am một cách là tùy tiện như vậy, lung lăng la vào người Thiền Am nhằm để tạo cái niềm tin và để bịt miệng người Thiền Am là không được nghe ngóng thông tin bên ngoài, không được tiết lộ tất cả các cái thông tin gì giữa chúng tôi và người Thiền Am ra bên ngoài. Có phải đó là một cái cách kiểu, một cái kế sách để gọi là thống trị rồi chứ gì nữa?